người tín đồ của đạo Phật hay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì ai ai cũng hiểu rằng trong Tam Bảo, Pháp Bảo được liệt vào hàng tối quan trọng, đứng thứ hai sau Phật Bảo. Pháp có phổ truyền thì đạo mới được tồn tại. Ngược lại, nếu có đạo mà thiếu căn đề Pháp Bảo thì đạo ấy sớm muộn gì cũng chịu hệ lụy sa đọa tiêu vong. Bởi vậy, từ năm 1939, trước cảnh dị đoan phong khởi thánh đạo Trăng Du do người đời sau thêm thách, Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài đang ở tuổi 19, tính theo tuổi dương lịch, ngài đã quát nhiên đại ngộ, hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Với lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, ngài đã sống thiền giác rước đưa sanh chúng, đã mạnh dạn triển khai cuộc chỉnh lý để quy nguyên Phật Pháp, canh tân giáo điều. Ngài tích cực bày trừ tất cả những tệ đoan đã làm cho chính nghĩa Phật giáo bị phai mờ, dù liên tục trải qua bước đường chuyên chiên quá đạo, ngót 7 năm trời dưới chế độ nửa thực dân phong kiến. Nhưng ngài vẫn quyết chí cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Theo ngài, việc tu hành chỉ có trao dồi trí tuệ, sửa tánh răng lòng, gần lành xa ác và biết niệm Phật, chứ không cần phải khổ hạnh và cũng chẳng bài bố cho nhiêu khê phiền toái. Những điều gì cần phải nói mà khi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ngài đều tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà truyền đạt lại cách giản dị rõ ràng dễ hiểu. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho tân nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rơi, đọc qua suy nghiệm, xét soi chánh tà. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọn gió thiên môn cuốn bụi hồng, lời danh hai chữ mắt lờ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong không khí của buổi lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản tại nơi làm việc,
của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Trung Kiên. Chúng tôi lời nói đầu tiên xin gửi đến quý quan khách cùng chư quý đồng đạo lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chào chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại diện Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể địa phương các cấp. Kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên cùng quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Chương trình lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay gồm có tiết mục như sau. Một lớn, phần nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự nghi thức tôn giáo. Phần hai lớn, đọc lời chào mừng quan khách và đồng đạo, đọc diễn văn khai mạc của ban lãnh đạo tổ chức lớp, thông qua danh sách ban lãnh đạo tổ chức lớp, phát biểu ý kiến quan khách và đồng đạo, phát biểu cảm tưởng của đại diện khóa sinh, đọc một đoạn sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh giáo chủ. Phần ba lớn là phần bế mạc, đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc, mời quan khách và đồng đạo dùng cơm. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình lễ khai giảng hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, thực hiện theo lời dạy của Đức Quỳnh giáo chủ, phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Và câu giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, bốn chương trình đạo sự trọng tâm của Ban trị sự Trung ương và kế hoạch hoạt động của Ban cổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương năm 2022, nhằm tiếp tục phát huy sứ mạng cổ truyền chánh pháp của Đức Quỳnh giáo chủ, ngày càng thiết thực hiệu quả đối với tín đồ trong việc tu học hàng ngày. Được Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt chấp thuận cho Ban trị sự Trung ương về việc tổ chức mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên, thời gian 15 ngày kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão đến ngày 8 tháng 8 năm Quý Mão. Theo thông báo chiêu sinh của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sau thời gian chuẩn bị tích cực của ban tổ chức lớp, hôm nay sáng ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão, tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên, Ban trị sự Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 517 năm 2023. Đó là lý do lễ khai giảng hôm nay. Kính thưa quý quan khách cùng chư quý đồng đạo kính mến, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, hôm nay đến dự lễ khai giảng giáo lý căn bản khóa 517, lãnh đạo quận Thốt Nốt và lãnh đạo phường Trung Kiên và các ban ngành đoàn thể đến tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Kiên. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Ngọc Mẫn, trưởng công tác mặt trận khu vực Lân Thạnh 2. Xin trân trọng giới thiệu bà Quỳnh Thị Ngon, trưởng công tác mặt trận khu vực Lân Thạnh 1. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, đại diện Ban trị sự Trung ương và Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hưởng, Phó trưởng Ban Ban trị sự Trung ương, trưởng Ban tài chính Ban trị sự Trung ương, trưởng Ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng Ban tổ chức và nhân sự,
Phó trưởng ban Ban Của truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Cẩm Anh, giáo lý viên Trung ương, phó trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Kha, phó trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ và trưởng ban phó trưởng ban tổ chức lớp. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Đốm, thành viên ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hưng Đạo, thành viên ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn E, giáo lý viên Trung ương, cũng là kiểm soát lớp học. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Cường, giáo lý viên Trung ương, cũng là tổng giám thị lớp. Và xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Ngọc Tổng, phó trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Hảo phường Trung Kiên, cũng là trưởng ban tổ chức lớp, và các chị thành viên trong ban trị sự đến tham dự buổi lễ khai giảng hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi còn hân hoan chào đón các vị trong văn phòng, các ban trực thuộc Ban Trị sự Trung ương, các vị giáo lý viên, thành viên ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ, các vị trong ban trị sự xã, phường, thị trấn, các vị mạnh thường quân, các tín đồ tiêu biểu và toàn thể đồng đạo học viên đến tham dự. Mời quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây mời quý vị đứng lên để làm lễ nghi thức. Mời quý vị trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo chủ. Kính thưa xong, mời quý vị ngồi xuống. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, ca dao trong văn hóa lời chào hỏi của người Việt Nam, chúng ta có câu: làm người chữ lễ đứng đầu, kế sau chữ nghĩa ngàn sao để đời. Và câu: một tiếng chào cao hơn mâm cỗ, khuyên ai đừng bỏ dở lời xưa. Tại buổi lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, mở đầu là phát biểu lời chào mừng quan khách và đồng đạo. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Kha, phó trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ đến phát biểu lời chào mừng quan khách và đồng đạo. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương các cấp, kính thưa ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, các ban trị sự xã, phường, thị trấn, kính thưa ban lãnh đạo, ban giám thị và quý vị đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, dưới mái đạo tràng ban trị sự nơi diễn ra lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 517. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thật là niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi khi buổi khai giảng có sự hiện diện của quý vị đại diện đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, đại diện ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự, có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực xiển dương chánh pháp trong của Đức Huỳnh Giáo chủ theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc mà ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đề ra. Đối với chính quyền, quý vị đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và an ninh trật tự cho ban tổ chức hình thành lớp học, đồng thời cử đại diện đến tham dự. Điều đó đã nói lên sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc do đảng và nhà nước chủ trương gây nhiều thiện cảm với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đối với ban phổ truyền giáo lý Trung ương, ban tổ chức lớp, ban giám thị và quý vị học viên, chúng ta đã thực hiện đúng lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu là: chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực,
khua vọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Chính cái tinh thần chân thiện mỹ đó đã khích lệ chúng tôi nỗ lực thực hiện đạo sự phổ truyền giáo lý một cách năng động. Chúng tôi luôn xem nhiệm vụ phổ truyền giáo lý là đạo sự trọng tâm của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đề ra. Chúng tôi kiên quyết là cánh tay nói liên thông với ban phổ truyền giáo lý trung ương để thực hiện nhiệm vụ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vì đây là nhiệm vụ tối ưu đã và đang giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và chấn hưng nền đạo gắn bó với dân tộc, phát huy giá trị tinh hoa văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc không chỉ hôm nay mà cả tương lai. Và cũng chính cái tính chất quan trọng như thế mà ban trị sự trung ương luôn đặt công tác hoằng pháp lợi sinh thành một trong bốn chương trình đạo sự trọng tâm hàng đầu của giáo hội. Đến đây chúng tôi xin dừng lại để dành thời gian cho chương trình khai mạc lớp. Trước khi dứt lời, kính chúc quý quan khách dồi dào sức khỏe và thành đạt trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Chúc quý đồng đạo, quý học viên thân tâm an lạc và nỗ lực học tập để thu nhập nhiều kiến thức quý báu trong 26 chuyên đề có liên quan sâu sắc đến giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được khai sáng triệt để trong chương trình tu học của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách và chú ý đồng đạo kính mến, tiếp theo chương trình là phát biểu diễn văn khai mạc của ban lãnh đạo tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực ban trị sự trung ương, trưởng ban tổ chức và nhân sự, phó trưởng ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương đến phát biểu diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị quan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt, cùng các vị quan khách đại diện cho chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Kính thưa ông Lê Văn Thưởng, Phó trưởng ban Ban trị sự Trung ương, trưởng ban tài chính của Ban trị sự Trung ương, và ông kiêm nhiệm là trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, cùng các vị thành viên trong ban đại diện. Kính thưa quý vị là giáo lý viên của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức viên, quý vị ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên, cùng với các vị trị sự viên, ban trị sự các xã phường thị trấn lân cận, quý vị đại diện các nhà hảo tâm, quý vị đại diện các tổ từ thiện nhân đạo, cùng toàn thể quý vị trong ban tổ chức lớp, ban giám thị, chư quý vị đồng đạo và học viên kính mến. Thưa quý vị, trong không khí toàn dân tộc chúng ta vui mừng trước những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Và trong những ngày vừa qua, toàn dân tộc chúng ta cũng nô nức hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với ban trị sự
và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như tín đồ của đạo Phật. Thì trong những ngày vừa qua, chúng ta cũng long trọng kính mừng đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu, để nói lên công ơn của cha mẹ cực nhọc và bổn phận làm con làm cháu, chúng ta có vai trò trách nhiệm gì để đền đáp công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ, để nói lên sự uống nước nhớ nguồn ghi ơn các vị tiền bối. Hòa cùng niềm vui của dân tộc, niềm hạnh lạc của tín đồ, hôm nay tại hội trường trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hậu phường Trung Kiên, Ban trị sự đã phối hợp cùng với Ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Cần Thơ, quý vị Ban trị sự lân cận và chư quý vị đồng đạo, chúng ta tổ chức khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hậu. Trong không khí đầm ấm trang nghiêm nơi mái đạo tràng này, lời nói đầu tiên tôi xin thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hậu chân thành gửi đến quý vị quan khách và toàn thể chư quý vị đồng đạo lời chào thân ái, đoàn kết, lời chúc sức khỏe và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, hòa cùng khí thế hội nhập, đổi mới, vươn vai phụ động để tiến vào nền kinh tế của khu vực và thế giới với một tốc độ hiếm có trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Hầu hết tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều đã phụng hành nghiêm cẩn lời giáo huấn của Đức Tôn Sư, đó là luôn cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, đã tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, góp phần làm cho nước nhà ngày thêm cường thịnh, tiến bộ, dân chủ, văn minh. Ngày nay có thể nói Phật giáo Hòa Hảo không còn là tôn giáo xa lạ với những thức giả trong và ngoài nước, mà là một trong các tôn giáo lớn được công nhận tư cách pháp nhân. Phật giáo Hòa Hảo đã và đang hoạt động với hàng triệu nhân sinh, giữ gìn giáo lý chân truyền, góp phần cùng nhân dân cả nước nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Sự hiện diện của đạo Phật giáo Hòa Hảo trải dài hơn 3/4 thế kỷ qua như một dòng nước mát ngọt âm thầm chảy sâu với lòng đất hiền hòa, thấm nhuần cho hoa lá thêm tươi, cho ruộng đồng thêm bát ngát. Bởi Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo mà Đức Giáo Chủ đã khẳng định đạo vô vi của Phật ân cần nối theo Chí Thích Ca ngày trước, nghĩa là trở về với nguồn gốc tự tánh, canh tân phương pháp tu hành, loại bỏ những rườm rà phiền toái, tập trung tất cả cứu cánh chứng ngộ Như Lai thông qua lộ trình đền trả tứ ân, lập thân cõi trần, lấy tâm làm gốc. Có thể khẳng định Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sinh, một nền đạo xuất phát từ lòng dân tộc do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, đã tồn tại và phát triển không ngừng. Bởi giáo lý đó của Ngài được thắp sáng lên từ những đề thiết giản dị đặc thù, lấy vô vi chân truyền của Phật Tổ làm nồng cốt, và Ngài đã dung hòa nhuần nhuyễn tinh hoa của Tam giáo và tư tưởng của riêng Ngài để hình thành một giáo thuyết mới, vừa thích hợp với nếp sống của dân tộc, vừa có thể áp dụng được trong mọi hoàn cảnh xã hội khác nhau. Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tăng cường sử dụng sấm thi như một pháp bảo nhiễm màu, khơi nguồn cho tư tưởng hòa hảo quyện nhập vào lòng dân tộc. Và Ngài đã thành công trong quá trình thuyết pháp độ chúng, xả thân pháp luân thường chuyển,
và đã phổ truyền rộng rãi được lý tưởng dị nhân sinh, một nếp sống nhân hòa, thiện hảo, đoàn kết và hạnh phúc cho hàng triệu nhân sinh, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngài đã lấy chữ hòa để mở đường cho bi trí dũng, để cứu khổ sanh linh hướng tới môi trường an lạc. Ở đó cả nhân loại sẽ cùng nhau bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền căng kỵ. Người tín đồ của đạo Phật hay tín đồ Phật giáo hòa hậu thì ai ai cũng hiểu rằng trong tam bảo, pháp bảo được liệt vào hàng tối quan trọng, đứng thứ hai sau Phật bảo. Pháp có phổ truyền thì đạo mới được tồn tại. Ngược lại, nếu có đạo mà thiếu căn đề pháp bảo thì đạo ấy sớm muộn gì cũng chịu hệ lụy sa đọa tiêu vong. Bởi vậy, từ năm 1939, trước cảnh dị đoan phong khởi, thánh đạo chân du do người đời sau thêm thắt, Đức Quỳnh giáo chủ ngài đang ở tuổi 19, tính theo tuổi dương lịch, ngài đã quát nhiên đại ngộ, hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Với lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, ngài đã xông thuyền giáp rước đưa sanh chúng, đã mạnh dạn triển khai cuộc chỉnh lý để quy nguyên Phật pháp, canh tân giáo điều. Ngài tích cực bày trừ tất cả những tệ đoan, đã làm cho chính nghĩa Phật giáo bị phai mờ, dù liên tục trải qua bước đường chuyên chiên quá đạo, ngót 7 năm trời dưới chế độ nửa thực dân phong kiến. Nhưng ngài vẫn quyết chí cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Theo ngài, việc tu hành chỉ có trao dồi trí tuệ, sửa tánh răng lòng, gần lành xa ác và biết niệm Phật, chứ không cần phải khổ hạnh và cũng chẳng bài bố cho nhiêu khê phiền toái. Những điều gì cần phải nói mà khi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ngài đều tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà truyền đạt lại cách giản dị rõ ràng, dễ hiểu. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rơi, đọc qua suy nghiệm, xét soi chánh tà. Không phải bằng tiếng Phạn tiếng Hoa, mà bằng ngôn ngữ tiếng mẹ thân yêu, từ cách ăn ở tu hiền, nghi thức lễ bái của người tín đồ, đến việc minh giải tứ diệu đề, nghiệp quá phép tu thiền tịnh, bàn tứ ân, giảng tam nghiệp, luận bát chánh, vân vân. Do vậy, hơn ai hết, người tín đồ thuần thành chân tu tâm đạo, chúng ta phải tích cực gương mẫu hành y lời dạy Đức Thầy trong quan hệ đối nhân xử thế, trong quan hôn tang tế, trong nghi thức cầu nguyện cầu siêu, làm tuần làm đám, vân vân. Phải tuyệt đối trì hành theo tinh thần vô vi mà ngài đã gia công hoằng hóa. Phải tích cực giữ gìn sự trong sáng thích thời, phù hợp với nếp sống văn minh, gia đình văn hóa vốn có trong giáo lý Phật giáo hòa hậu chúng ta. Đặc biệt là trong tình hình đang phát triển giáo hội hiện nay, thì toàn đạo chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, cùng nhau đoàn kết một lòng để thắp sáng lên ngọn đuốc chân lý từ bi chí thiện, nêu cao tinh thần hòa hảo, bác ái đại đồng, thâm quyền quảng quật mà ngài đã dày công truyền thụ. Học câu hỷ xã đại từ, noi gương nghĩa sĩ,
giả tư chớ gần. Chúng ta nghiêm cẩn phụng hành lời dạy của Đức Tôn Sư, giữ gìn thanh danh của nền đạo cả, và không ngừng thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Song song với nhiệm vụ bảo pháp thì người tín đồ Phật giáo hảo hiện nay cần hiểu và thực hành đúng chức năng truyền pháp. Mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu rõ tự do tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo, đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Giữa tín ngưỡng tâm linh của một chủ thể con người, khi sanh ra chúng ta có quyền theo tôn giáo này, theo thời gian thấy không phù hợp có quyền bỏ tôn giáo này theo tôn giáo khác, hoặc chúng ta không theo tôn giáo nào. Nhà nước bảo hộ có quyền này, nhà nước cũng nghiêm cấm cái việc phân biệt giữa tự do tín ngưỡng với nhau. Nghĩa là mình sanh ra theo tôn giáo này cho rằng cái đạo mình theo là số 1, là quan trọng, mà cái người công dân khác theo tín ngưỡng tôn giáo khác không bằng cái đạo của mình, hoặc là mình có tín ngưỡng tôn giáo cho rằng mình là người có đạo, mà cái người công dân khác không có tín ngưỡng tôn giáo cho là kẻ vô đạo. Chúng ta còn phân biệt đối xử với nhau trong việc tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo, làm mất tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Vấn đề này nhà nước nghiêm cấm. Như vậy thì quyền tự do là quyền của mỗi con người, còn hoạt động của tổ chức tôn giáo thì phải được hợp pháp, phải tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, có đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm và được pháp luật bảo hộ. Ví dụ hôm nay tại hội trường trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hảo phường Trung Kiên, chúng ta tổ chức khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hảo như thế này. Đây là chương trình mà Ban trị sự Trung ương đã giao cho Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương triển khai thực hiện, và theo nhu cầu tín đồ, Ban trị sự xã đứng ra để tổ chức một cái lớp. Trung ương xin phép và được cơ quan chức năng chấp thuận, chúng ta hôm nay tổ chức khai giảng, có chính quyền tham dự và bảo vệ cho các hoạt động mở lớp của chúng ta suốt thời gian mở lớp. Đây là gì? Đây là hoạt động của tổ chức tôn giáo hợp pháp và được pháp luật bảo hộ. Chúng ta học đạo, hiểu đạo và hành đúng, chứ đừng thấy người ta thờ Phật rồi dỗ giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu, như lời Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Kính thưa quý vị quan khách và đồng đạo, cách 60 năm kể từ ngày Đức Giáo Chủ khai sáng nền đạo, cũng vào năm Kỷ Mão 1999, theo tâm tư nguyện vọng của đa số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là muốn làm sao sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy được tái bản lại để đồng đạo xem theo đó mà tu học. Cô bác lớn tuổi không đọc được, có băng cassette để nghe, có chân dung Đức Thầy để chiêm ngưỡng, có trần già để tôn thờ, và Phật giáo Hảo được tổ chức các ngày lễ trọng của đầu, cũng như tham gia công tác từ thiện hợp pháp ở tại địa phương của mình. Thì đây là gì? Đây là tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhiều triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Với chủ trương của đảng nhà nước trong việc tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo như tôi đã trình bày, như vậy các tôn giáo đều hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Cho nên Phật giáo Hòa Hảo chúng ta sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, lúc bây giờ Ban trị sự không còn hoạt động phù hợp, tổ đình có ra thông báo là giải tán các Ban trị sự, tín đồ trở về tu tại gia, thờ cúng tại nhà. Đồng thời chúng ta tham gia nhiều phong trào từ thiện xã hội địa phương, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Cho nên nguyện vọng nhu cầu của tín đồ đã được nhà nước chấp thuận,
cũng cách 60 năm vào năm Kỷ Mão 1999, thì Phật giáo Hòa Hảo được tiến hành đại hội đại biểu tín đồ cấp toàn đạo lần thứ nhất, thông qua quy chế hoạt động cử ra ban đại diện 11 vị, và sau 5 năm đến nhiệm kỳ 2, chúng ta không còn gọi là ban đại diện nữa mà gọi là ban trị sự trung ương. Và từ đó đến nay đã trải qua 5 kỳ đại hội nhằm tiếp tục xây dựng đường hướng và chương trình hành đạo trong giai đoạn mới. Tất cả là vì đạo pháp, vì dân tộc, phục vụ nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của tín đồ. Tổ chức và hướng dẫn tín đồ cùng nhau đoàn kết tu hành theo đúng chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chấn hương nền đạo, gắn bó dân tộc và phù hợp với chính sách pháp lực của nhà nước. Từ năm 1999 đến nay, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Trung ương, thì Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hiện nay đã kiện toàn về mặt tổ chức, phát huy được nội lực của tín đồ, đã ổn định tín ngưỡng và niềm tin của hầu hết tín đồ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Cũng xin thông tin với quý quan khách và đồng đạo, dưới sự điều hành của ban trị sự, sự ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của nhiều triệu tín đồ, sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền, của mặt trận tổ quốc các cấp, của các tôn giáo bạn cũng như người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng khác nhau, thì đến giờ này Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã ổn định và đã phát triển. Ổn định ở đây là ổn định niềm tin của tín đồ, ổn định vào hoạt động của ban trị sự, tín đồ tin vào chủ trương của đảng và nhà nước trong việc tín ngưỡng và không tín ngưỡng, tín đồ tin vào tôn chỉ giáo lý Đức Thầy và hành đạo đúng tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, tránh xa đi được cái mê tín dị đoan, cái thiên cơ thời cuộc. Tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở hợp pháp của ban trị sự và từng bước đóng góp tài vật để phục vụ cho đạo, đóng góp tài vật để phục vụ cho hạnh tu phước của tín đồ, mà công tác từ thiện thực hiện năm sau luôn luôn cao hơn năm trước. Còn việc phát triển của đạo hiện nay thì toàn thể quý vị đồng đạo thấy rõ, chúng ta sau đại hội đến giờ, tức là gần 25 năm qua, trải qua 5 kỳ đại hội đó, thì chúng ta đã có 406 ban trị sự đang hoạt động ở 17 tỉnh thành phố của đông tín đồ, từ Bình Định của miền Trung đến tận cùng tổ quốc tỉnh Cà Mau và hòn đảo Phú Quốc, cũng như các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chúng ta theo điều 16 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Tức là đạo chúng ta đã được phát triển như vậy, và hiện nay cái phát triển rõ ràng nữa đó là thể hiện cái tinh thần các chùa Phật giáo Hảo được công nhận và xây dựng lại khang trang. Chúng ta ổn định niềm tin của tín đồ trong việc phát triển của nền đạo, đó là xây dựng trụ sở của ban trị sự, mà cụ thể hôm nay tại phường Trung Kiên này. Quý vị đồng đạo thấy, trước đây ban trị sự có chùa thì đặt trụ sở tại chùa, mà chúng ta có trên 400 ban trị sự, mà chùa thì chỉ có trên dưới khoảng 50 cái ngôi chùa được công nhận. Cho nên căn cứ vào đại hội lần thứ tư, hiến chương giáo hội đã quy định đó là nơi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, chúng ta được xây dựng trụ sở. Và hiện nay các tỉnh thành phố đã thực hiện việc xây dựng trụ sở này cũng rất là nhiều, có cái nơi để ổn định niềm tin, ổn định hoạt động của ban trị sự, và tín đồ đến đây để bày tỏ niềm tin của mình với tín ngưỡng tâm linh, với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta có hội trường, có cơ ngơi, có nơi thờ tự, và để đọc lại lời vàng ngọc Đức Thầy, để sinh hoạt tôn giáo và các cái đại lễ của đạo, chúng ta thể hiện sự trân trọng đối với niềm tin theo giáo lý tôn chỉ của Đức Thầy. Cho nên chúng tôi muốn nói ở đây, cái sự ổn định và phát triển nó thể hiện rất rõ nét trong cái đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Một cái phát triển nữa đó là chúng ta được xây dựng trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, lần đầu tiên lịch sử đạo được xây dựng và đang xây dựng hoàn chỉnh, chuẩn bị mọi thủ tục để chúng ta tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động mở lớp để đào tạo đội ngũ thế hệ kế thừa của đạo Phật giáo Hòa Hảo sau này. Chúng ta phát triển cái nữa là chùa An Hòa Tự, chùa Thầy
cũng lần đầu tiên khi thầy nhận cái chùa đến giờ chúng ta được chánh quyền cho phép mở rộng chùa thầy gần một mẫu đất ở phía sau để đáp ứng nguyện vọng khi tổ chức các cái đại lễ, tín đồ có nơi trở về để thoáng mát tham dự các cái đại lễ. Mà vừa qua trong đại lễ 18 tháng 5 xe qua có Tân Châu và Phú Tân trên dưới gần 30 chiếc đã có cơ ngơi để đậu để tín đồ chiêm bái. Cho nên chúng tôi muốn nói đây, tức là thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc Trung ương thì hiện giờ đạo chúng ta đã ổn định và phát triển. Phát triển ở đây là con số từ thiện, chúng tôi xin nói thêm quý vị đó là nhiệm kỳ sau luôn luôn cao hơn nhiệm kỳ trước. Ban trị sự Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và khơi dậy đúng tiềm năng hạnh tu phước của tín đồ. Qua lời dạy của Đức Thầy, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng hiền nhân, hay là làm hết các việc từ thiện. Do đó mà trong nhiệm kỳ 1 toàn đạo chúng ta thực hiện công tác từ thiện để trình tại đại hội lần 2 chỉ có 22 tỷ đồng. Nhưng đến đại hội lần 2 thành tựu trình tại đại hội lần 3 trên dưới gần 200 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần. Và đến đại hội lần 3 thành tựu trình tại đại hội lần 4 thì con số từ thiện khoảng 800 tỷ đồng, cộng cả 3 nhiệm kỳ khoảng 1.000 tỷ. Nhưng mà thành tựu đại hội lần 4 trình tại đại hội lần 5 vừa qua cũng thông tin quý vị là con số từ thiện của toàn đạo chúng ta trên 2.000 tỷ đồng. Và có khả năng trong đại hội thành tựu lần thứ 5 này để trình tại đại hội lần thứ 6 sắp đến có từ 2.500 đến 3.000 tỷ. Mặc dù những năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là nói lên cái sự phát triển, cái sự đóng góp tích cực của đồng đạo mà Đức Thầy trả lời Võ Hùng Quyên cho biết, đó là cái ý tưởng hành đạo. Lý tưởng hành đạo tức là phát hiện đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Do đó mà chúng tôi muốn phát biểu một vài cái con số để tượng trưng cho cái sự phát triển và ổn định của nền đạo. Riêng lớp giáo lý căn bản Phật giáo của hậu chúng ta thì trong nhiệm kỳ 1 từ 99 đến 2004 chúng ta mở được 30 lớp, và nhiệm kỳ 2 từ 2004-2009 chúng ta mở 68 lớp, cộng 2 nhiệm kỳ chưa được 100. Nhưng đến đại hội lần thứ 3 thành tựu đó, từ 2009-2014 đó, qua đào tạo 2 lớp giáo lý viên có đủ đội ngũ để giảng dạy, cho nên mở cái lớp nhiệm kỳ đó gần trên 154 lớp. Và cộng đến giờ này trên bảng quý vị thấy đó là khóa thứ 517 của đạo kể từ ngày thành lập ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo đến nay. Đây là sự cố gắng rất lớn của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nói chung, ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự Trung ương nói riêng, nhằm đặt ra tới đây cho mỗi đồng đạo chúng ta trong lớp học này. Và chúng ta cảm nhận được các cái bài giảng của lớp học tại lớp giáo lý căn bản này như thế nào để trở về địa phương mình thực hiện vai trò nhiệm vụ tín đồ cho thật tốt. Thưa quý vị, lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo được mở ra nơi đây cũng mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, và cũng là lần đầu tiên mở khi được xây dựng cái trụ sở này. Mục tiêu phấn đấu của lớp là nhằm trang bị cho quý vị trị sự viên chưa được bồi dưỡng và tín đồ có nguyện vọng học tập để nắm vững lại cái giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Hảo. Tu là gì? Tại sao ta phải tu? Và tại sao ta phải tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Khi đã quy vào đạo, Đức Thầy đã xác định bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Như vậy hạng tại gia cư sĩ là một hạng như thế nào? Giáo pháp học Phật tu nhân, Đức Thầy học những gì của Phật và tu những gì của đạo làm người. Trong lớp, quý đồng đạo học viên sẽ nghe các giáo lý viên lần lượt trình bày các vấn đề mà chúng tôi đã nêu trên. Trong lớp, quý vị còn nghe qua nghi thức thờ phượng lễ bái, cách ăn ở của người bổn đạo, giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo như thế nào, những điều nào Đức Thầy dạy là chúng ta phải tránh hẳn, những điều nào Đức Thầy cho phép được châm chế, và những điều nào nên làm, 8 điều răn cấm của đạo, công năng diệu dụng như thế nào. Trong lớp, quý vị còn được học qua lịch sử của đạo Phật, sự ra đời của đạo Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Thầy Tây An và các vị hoàng đạo sau ngày, tức là các tôn giáo bản địa có trước khi Đức Thầy chúng ta khai sáng nền đạo.
chúng ta học qua lịch sử của Đức Thầy chúng ta, thân thế, sự nghiệp cứu đời, bước chân chuyên hóa đạo của Ngài như thế nào, mà toàn thể đồng đạo hiện nay tôn Ngài là một vị Phật. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Trong lớp, ban lãnh đạo chúng tôi còn mời đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc của thành phố Cần Thơ đến đây báo cáo với hai chuyên đề. Một là những chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo. Nói đúng hơn là báo cáo chuyên đề về luật tín ngưỡng tôn giáo. Để qua đó đồng đạo học viên và tín đồ chúng ta hiểu rõ trong việc tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo như tôi trình bày phần đầu. Chuyên đề thứ hai đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác Hồ có nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Như vậy trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ tổ quốc, giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, tinh thần đại đoàn kết này được phát huy như thế nào? Để mỗi đồng đạo chúng ta hiểu rõ và trở về địa phương của mình, chúng ta mới đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mới phát huy được nội lực của tín đồ cùng với đảng, cùng với chính quyền để chúng ta thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và làm cho nước nhà trở nên cường thịnh. Trong lớp, chúng tôi còn cử một vị giáo lý viên báo cáo toàn bộ về hiến chương của giáo hội. Chúng ta hiểu rõ các hoạt động của ban trị sự như thế nào, chương trình đạo sự ra sao và những vấn đề có liên quan đến hoạt động của ban trị sự. Trên cơ sở tiếp thu tại lớp học này rồi, thì hôm nay ban lãnh đạo lớp chúng tôi mong rằng quý vị đồng đạo học viên khi trở về địa phương của mình, chúng ta phải tuyên truyền lại cho đồng đạo mình được biết, đồng thời chúng ta cũng áp dụng vào việc trao sửa thân tâm của mình hàng ngày trên bước đường tu tập của mình. Hôm nay chúng tôi trong buổi lễ khai giảng này mong muốn có ba vấn đề lớn đối với toàn thể quý vị đồng đạo cũng như học viên, đó là đặt ra nhiệm vụ bổn phận của tín đồ sau khi tiếp thu lớp học này. Chúng ta làm gì để cảm nhận được trên bước đường tu tập của mình mà Đức Thầy chúng ta luôn luôn nhắc nhở, đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo để được đắc đạo. Đây là có thể nói là phương châm trên bước đường tu học của mỗi tín đồ. Như vậy thì nhiệm vụ bổn phận của tín đồ sau tiếp thu lớp học này rồi thì đối với thầy chúng ta phải làm gì? Chúng tôi mong muốn có một việc, đó là đối với thầy chúng ta phải tuyệt đối trung thành với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, không nghiêng ngả, không lệch lạc, không nghe bất cứ một ai xúi biểu làm điều gì sai trật với lời dạy của Đức Thầy. Chúng tôi có thể dùng cái từ đó là cấm sào trì chí một bề lo tu, hay là một đời một đạo đến ngày chung thân. Mặc dù pháp luật quy định chúng ta cũng có quyền bỏ đạo này theo đạo khác, nhưng hôm nay chúng ta có nhiều duyên lành với thầy, trong nhiều tiền kiếp giúp ngài trên bước đường tu hành, nhưng do cái chỗ trần chờ giải đãi, do dự nghi nan, chưa hành đúng những gì ngài đã dạy cho nên chưa giác ngộ thành Phật được, còn phải làm con người. Điều này được Đức Thầy nói trong giáo lý rất rõ ràng. Vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đầu thai làm con người ở thế gian. Và thân người khó được, hôm nay mình được. Phật pháp khó nghe lại được nghe. Cơ duyên gặp được giáo lý Đức Thầy là duyên từ nhiều tiền kiếp. Chúng ta có nhiều duyên lành, cho nên chúng tôi muốn nói ở chỗ là một đời một đạo đến ngày chung thân. Trong bài sứ mạng, Đức Thầy đã xác định rất rõ, vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đã hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng tôi muốn nói cái chỗ đấu với thầy, chúng ta phải tuyệt đối trung thành với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Cái thứ hai
đặt ra nhiệm vụ tín đồ khi quy y vào đạo Phật giáo Hòa Hảo, mặc dầu trong điều kiện vào đầu Đức Thầy cho rằng vì người tu do sự tự nguyện, không bắt buộc thầy thốt chi hết, nhưng khi đã vào đạo rồi thì đồng đạo phải cảm nhận rằng mục tiêu của chúng ta đó là muốn được giác ngộ thành Phật. Quý vị, Đức Thầy đã xác định khi quy vào đạo đó là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Như vậy hàng ngày mình đã nguyện trước các ngôi thờ, các đấng bề trên là nay có nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Đức Thầy định nghĩa quy là về, mà về đâu là về cửa Phật, y là dân lời theo khuôn mẫu. Như vậy cái thứ hai đối với thầy đó là chúng ta quy y theo Phật giáo Hảo là muốn cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, lo tạo lập công đức, và khi bỏ thân xác này linh hồn mình được giảng sanh. Quý vị, chúng ta phải xác định cái điều thứ hai này. Điều thứ ba, muốn được giác ngộ thành Phật thì phải hành đạo, chứ không để nói chung chung. Đức Thầy đã xác định rất kỹ rồi, đó là cả ngàn năm nhân tâm sau xiến sau tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền cái chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Có khi bên ngoài thì người tu mà tâm thì chưa có tu. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hảo, cái điều chúng tôi muốn nói đó là tìm hiểu nghĩa lý thì phải làm theo mới đi đến con đường giải thoát được. Đức Thầy cũng chê trách những người lão thông kinh điển mà không trao sửa thân tâm. Nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê. Do đó mà cái thứ ba chúng tôi đặt ra là chúng ta phải ra công hành đạo. Và cái thứ tư là hành những gì? Hành đúng lời dạy Đức Thầy trong sám giảng, thi văn giáo lý của Ngài. Mà cụ thể là quyển tôn chỉ hành đạo. Tại sao vậy? Tại vì các quyển giảng Đức Thầy viết không có lời tựa, nhưng quyển này gọi là quyển sáu Đức Thầy có viết cái lời nói đầu. Ngài đã xác định rằng vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng, tôi là thầy với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo hãy dùng trí tuệ mình suy gẫm gìn giữ ăn ở theo quy tắc đã định, để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá đạo Phật. Như thế chẳng phụ công lao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai sáng đạo Phật và dìu dắt quần sanh tìm đường giải thoát. Cho nên hôm nay chúng ta phải hành đi những gì thầy đã chỉ dạy. Mà trong tôn chỉ hành đạo thì quý vị thấy ngay Đức Thầy xác định muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, bốn ân trọng phải lo đền trả, song song với trả tứ ân phải tránh 10 điều ác do thân khẩu ý gây ra, và sau đó hành luôn bắt chánh đạo mà Ngài cho biết là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển con đường giải thoát. Cho nên đó là những vấn đề được đặt ra đối với thầy mà chúng tôi muốn trao đổi cùng toàn thể quý vị đồng đạo. Và chúng ta vững niềm tin này trên bước đường tu học của mình. Cái thứ hai đối với tổ chức giáo hội, quý vị đã hiểu giáo hội là hoạt động về mặt thế tục. Theo hiến chương của giáo hội quý vị sẽ học qua và được giáo lý viên giảng bài đó, thì đây là văn bản pháp lý cao nhất trong hệ thống giáo hội chúng ta. Và hiện nay lãnh đạo trong cái đời sống thế tục của mỗi tín đồ theo quy định của pháp luật thì ban trị sự trung ương là tổ chức hợp pháp duy nhất điều hành toàn hệ thống giáo hội. Ở tại xã có ban trị sự xã, và nối liên thông từ trung ương đến xã là ban đại diện tỉnh. Và chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ hành đạo theo hiến chương, đó là đúng chân truyền giáo lý của Đức Thầy. Khi xưa thầy có lập ra ban trị sự, thầy có giao nhiệm vụ ban trị sự phải làm gì, và thầy có viết cái lời ủy nhiệm cho các ban trị sự tỉnh bộ. Thì hôm nay quý vị học qua hiến chương đã cảm nhận được những gì hoạt động của ban trị sự là đúng với lời mà thầy chúng ta căn dặn và dặn dò. Hôm nay có mặt nhiều đồng đạo trong ban trị sự, chúng tôi xin nhắc lại cái lời ủy nhiệm các ban trị sự tỉnh bộ khi xưa. Mở đầu thầy nói thế này: vì thầy không thể trực tiếp giải quyết việc biến cố xảy ra hàng ngày ở trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt. Chúng ta thay mặt đây là thay mặt thầy quý vị, để chọn quyền thu xếp tổ chức giữ gìn cho toàn thể bổn đạo được có trật tự rồi yên ổn làm ăn. Do đó hôm nay chúng ta được duyên may cử vào ban trị sự đồng đạo suy cử, chúng ta phải làm tròn trọng trách của mình để hướng dẫn đồng đạo tại địa phương tu hành đúng giáo lý giáo luật và phù hợp với pháp luật của nhà nước. Đây là nhiệm vụ
mà đối với tổ chức của giáo hội hiện nay đã hoạt động đúng chân truyền của Đức Thầy rồi, thì với vai trò tín đồ, Đức Thầy đã cho biết là phận môn đệ phải lo dùng quyền. Môn đệ là đệ tử của Thầy. Ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở, ban đại diện tỉnh và đồng đạo đều là tín đồ của Thầy. Chúng ta không có chức sắc, chỉ cử vào làm việc theo nhiệm kỳ. Và hiện nay tất cả đều có bổn phận là phải dung quén nền đạo của Thầy. Trong ân tam bảo Thầy xác định đó là dung trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song loay truyền mãi mãi hậu thế. Cho nên đối với tổ chức giáo hội thì chúng tôi mong muốn rằng tất cả đồng đạo phải đoàn kết cùng ban trị sự để phát huy được nội lực của tín đồ, để xiển dương giáo pháp, học Phật tu nhân Đức Thầy theo đường hướng vì đạo pháp vì dân tộc được ghi trong hiến chương của giáo hội. Cái thứ ba là nhiệm vụ tín đồ đối đất nước. Ngoài chúng ta là tín đồ còn là công dân, thì chúng ta luôn luôn chấp hành các quy định của pháp luật của nhà nước ở địa phương, có mối quan hệ tốt với chính quyền, với mặt trận tổ quốc, với các ban ngành đoàn thể, với cộng đồng dân cư, để góp phần vào việc an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước. Tại vì tiêu đề nhà nước đưa ra đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta nghiêm túc chấp hành cũng đưa nước nhà đến chỗ cường thịnh như lời Đức Thầy đã chỉ dạy trong ân đất nước. Kính thưa quý vị đồng đạo, chúng ta thể hiện được vai trò bổn phận của tín đồ như vậy cũng là làm sáng danh đạo, làm rạng danh Thầy. Và chắc chắn rằng Đức Thầy chúng ta ngày rất là vui dạ, vì Ngài cho biết là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu ngài. Thưa quý quan khách và đồng đạo, mỗi đời người là mắt xích quan trọng nối tiếp thế hệ đã qua và thế hệ tiếp theo. Chúng ta làm đẹp hiện tại cũng góp phần làm sáng tỏ dĩ dãng và tỏ hương sực nức ở tương lai. Thế nên đời người hữu hạn của chúng ta trở nên vô cùng khi mỗi người biết mình vì mọi người, biết vô ngã dĩ tha, biết thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, biết tìm phúc lạc trong phúc lạc của sự phát triển đất nước, của xã hội và của nhân loại. Có thể nói trong quá trình hoằng pháp lợi sinh, quả thật lớn lao nặng nề vô cùng thiết yếu đối với nền đạo chân chính, biển học mênh mông, rừng pháp vô tận, mà thời gian tiếp thu lãnh hội tại lớp này chỉ có 15 ngày. Nói 15 chúng ta nghĩ ngày Chủ nhật có 14 ngày, quả thật ngắn ngủi vô cùng. Chắc chắn không sao tránh khỏi những khó khăn thiếu thốn, những hạn chế tất nhiên trong sinh hoạt vật chất lẫn tinh thần, trong hình thức lẫn nội dung chương trình học tập. Ý niệm như trên, dù biết khó khăn những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần đó là đạo pháp khai thông khổ hải trùng trùng tâm bất khiếp, trần duyên bế tắc liên đài điệp điệp đạo vô cùng, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bao giờ đem hết tâm tư dồn vào công cuộc quảng truyền giáo pháp, đẩy mạnh quá trình hoằng pháp lợi sinh bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của mình. Trong những ngày toàn đạo chúng ta nô nức hân hoan để thực hiện thắng lợi các chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 6 sắp đến, chúng tôi tin tưởng rằng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa được mở ra nơi đây sẽ thành công tốt đẹp. Mỗi đồng đạo có mặt hôm nay sẽ dần dần lắng động tư duy, tẩy sạch tâm phàm, một lòng một dạ thực hiện lời hô hào kêu gọi đồng đạo khắp nơi của Đức Thầy trong bài Thu đã cuối năm xưa: chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, vua giọng vàng đánh thức bốn phương, trấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên, và cùng nhau hành trì nghiêm cẩn lời tâm quyết đến tôn sư truyền dạy từ mùa hè năm Ất Dậu 1945. Đức Thầy cho biết thời giờ này cần nhất mỗi người bổn đạo phải nên bình tĩnh nhẫn nhục, không nên nghe lời ai xúi biểu làm điều phi pháp để tổn hại danh dự chung. Thầy mong rằng những thiện nam tín nữ thân yêu không làm trái ý Thầy, để Thầy yên tâm mà tĩnh dưỡng trong một thời gian. Thưa quý đồng đạo, với công nghệ 4.0 hiện nay trên các trang mạng xã hội cũng đầy các cái bản tin, có cái chính thống, có cái không chính thống.
Do vậy mà hôm nay chúng ta phải dùng chánh kiến của mình để suy gẫm các cái thông tin chính thống và đừng nghe những gì không đúng sự thật. Đây cũng là thực hiện đúng lời tâm huyết của Đức Thầy, tức là bình tĩnh, nhẫn nhục, không nghe lời ai xúi biểu làm điều gì quy pháp để tổn hại danh dự chung. Chúng ta làm được như vậy sẽ tránh những sai lạc nếu có trong cuộc đời hành đạo của mình. Đặc biệt quý vị học viên tham dự lớp học hôm nay ở đây, thay mặt ban lãnh đạo lớp, chúng tôi mong rằng quý vị phải nỗ lực tự giác, tự học, tự rèn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Và quý đồng đạo nên nhớ rằng ý chí nghị lực là chìa khóa của sự thành công. Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của lớp, hoàn thành viên mãn chương trình tu học tại mái đạo tràng này. Thay mặt ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hậu và ban lãnh đạo tổ chức lớp, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hậu khóa 517 được mở ra tại trụ sở của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hậu phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trước khi dứt lời, xin kính chúc các vị quan khách và toàn thể quý vị đồng đạo đều được dồi dào sức khỏe, đời sống được an lạc và hạnh phúc. Chúc chư quý đồng đạo dồi dào sức khỏe, vừa lo làm ăn phát triển kinh tế theo đà phát triển chung của đất nước, và vừa lo tu hiền chân chất xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu Đức Phật Đức Thầy gia hộ tất cả chúng ta thân tâm thường an lạc. Quý vị đồng đạo thì bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả sớm viên thành, tu hành đến ngày thành công viên mãn như lời dạy của Đức Thầy, đó là tâm ta chẳng còn xáo động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoài, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước lên đến cõi giải thoát. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, để tiếp tục chương trình là thông qua danh sách của ban lãnh đạo tổ chức lớp, phần này chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Phạm Văn E, giáo lý viên Trung ương cũng là kiểm soát lớp học đến để thông qua. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị quan lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho Đảng, Chánh quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương. Kính thưa ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ban lãnh đạo lớp, kính thưa ban giám thị, kính thưa ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến tham dự. Kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa toàn thể quý đồng đạo và học viên thân mến. Thay mặt ban lãnh đạo lớp, chúng tôi xin thông qua danh sách ban lãnh đạo lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo nơi đây. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo năm đạo thứ 84, danh sách ban lãnh đạo. Lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo mở tại nơi làm việc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thời gian 15 ngày kể từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 2023 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão đến ngày 8 tháng 8 năm Quý Mão. Một, ban lãnh đạo lớp: ông Nguyễn Huy Diễm, trưởng ban; ông Nguyễn Văn Lượng, phó ban; bà Quỳnh Thị Em, thư ký; ông Phạm Văn E, kiểm soát; ông Nguyễn Thanh Phong, ủy viên phụ trách văn kiện. Hai, ban khảo thí: ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực ban trị sự Trung ương
trưởng ban tổ chức và nhân sự trưởng ban, ông Lê Minh Công, trị sự viên trung ương phó ban, ông Nguyễn Thành Úc, giáo lý viên là thành viên, ông Nguyễn Văn Bán, giáo lý viên là thành viên, ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên là thành viên, bà Quỳnh Thị Mật, giáo lý viên là thành viên, bà Lê Thị Na, giáo lý viên là thành viên, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, giáo lý viên là thành viên. Ba, ban giám thị gồm có ông Nguyễn Thế Cường, tổng giám thị, bà Dương Thị Vịnh, tổng giám thị, ông Dương Văn Minh, phó tổng giám thị, bà Trần Thị Xuân Mỹ, phó tổng giám thị, thư ký gồm có ông Mạch Thí và bà Võ Thị Ni và Dương Thị Huệ. Và giám thị gồm có ông Trần Đông Hải, bà Quỳnh Thị Cẩm Anh, ông Hồ Văn Ngành, ông Trần Đình Chiến, ông Lê Văn Minh, bà Võ Thị Tám, bà Trần Thị Hà, bà Đoàn Kim Hằng, bà Phan Thị Hồng, ông Bùi Chí Cường, bà Nguyễn Thị Phượng và ông Nguyễn Văn Tư. Bốn là ban tổ chức lớp gồm có ông Đinh Ngọc Tổng, trưởng ban, ông Nguyễn Văn Kha, phó ban phụ trách vận động học viên, ông Lê Văn Ngôn, phó ban tài chính, ông Mai Văn Buôn, phó ban hậu cần, ông Phạm Thành Kính, thư ký kiêm kế toán, ông Lê Văn Ngôn, thư ký, ông Đỗ Văn Kỷ, ủy viên phụ trách kiểm soát, ông Huỳnh Văn Trọng, ủy viên phụ trách tiếp tân, ông Lê Văn Thương, ủy viên phụ trách trực từ, ông Mai Văn Thấm, ủy viên phụ trách khánh thiết, ông Phùng Hoàng Em, ủy viên phụ trách âm thanh ánh sáng, bà Nguyễn Thị Hiển, ủy viên phụ trách y tế, ông Phạm Văn Có, ủy viên phụ trách trù phòng, ông Lê Văn Thương, ủy viên phụ trách vệ sinh môi trường, bà Nguyễn Thị Thuận, ủy viên phụ trách ăn ngủ nghỉ, bà Hà Thị Mười, ủy viên phụ trách nấu nước chính. Ban trị sự các xã phường thị trấn quận Thốt Nốt phụ trách vận động hậu cần và chọn nhân sự giúp việc để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ của mình. An Hòa Tự, ngày 14 tháng 8 năm 2023, thay mặt ban trị trung ương ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực ban trị sự trung ương, trưởng ban phổ truyền giáo lý Nguyễn Duy Diễm ký tên đóng dấu. Trước khi dứt lời, kính chúc quý quan khách được dồi dào sức khỏe thành đạt. Kính chúc quý đồng đạo chúng ta thân tâm thường an đạt, đạo quả viên dung. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách cùng chú ý đồng đạo kính mến, để tiếp theo chương trình là phát biểu ý kiến của đại diện Mạnh Thường Quân ủng hộ cho lớp học. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thái Cường, giáo lý viên trung ương cũng là tổng giám thị lớp, lên phát biểu thay cho Mạnh Thường Quân. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị quan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ban ngành đoàn thể địa phương các cấp. Kính thưa ban thường trực, ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn đến tham dự. Kính thưa các vị là giáo lý viên trung ương, giám thị lớp, cùng các vị là mạnh thường quân, các tổ từ thiện, cũng như tất cả quý vị đồng đạo và học viên kính mến. Kính thưa quý quan khách và đồng đạo, như chúng ta đã biết, hôm nay nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão, tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên có long trọng tổ chức làm lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 517. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin thay mặt cho các nhà mạnh thường quân xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất.
Kính thưa quý quan khách và quý vị đồng đạo kính mến, chúng ta đều biết mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo có hai cái nhu cầu rất là cần thiết trong lớp. Cái nhu cầu thứ nhất là về phía tài vật, tiền tài vật chất, để muốn thành công trong một cái lớp này thì nói chung là không thể thiếu được. Riêng phía ban tổ chức thì cũng không thể gánh vác hết, là bởi vì trong một cái lớp học nào cũng vậy, vấn đề chi phí tiền tài vật chất thì nó cũng có cao có thấp khác nhau tùy theo lớp đông dễ và khả năng của ban tổ chức. Bên cạnh đó thì phải nhờ đến sự đóng góp của các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như quý vị ban trị sự ở trong thành phố hay là trong tỉnh, và kể cả quý vị đồng đạo chúng ta cùng chung tay đóng góp để cho cái lớp học được thành công. Thì qua đó là chúng tôi nhận thấy thì trong nhiều năm qua thì có các nhà mạnh thường quân đóng góp, và kể cả năm nay thì khi mà bước qua năm nay đó thì chúng ta thấy là đến giờ này là phá 517 thì đã gần 50 phá, thì các nhà mạnh thường quân này giữ vững lập trường để ủng hộ cho các lớp học. Thì sau đây chúng tôi xin nêu lên trước hết đó là chị Hai Vàng, tức là chị này ở Châu Phú, An Giang, chị ủng hộ cho ban tổ chức là 5 triệu đồng để chi cho các cái nhu cầu cần thiết trong 15 ngày mở khóa. Cái thứ hai nữa đó là anh Lê Minh Công, là trị sự viên của ban trị sự trung ương, cũng là phó ban của truyền giáo lý ban trị sự trung ương, cũng là giáo lý viên, thì anh ủng hộ cho các lớp là tài liệu. Và thứ ba nữa là Mạnh Thường Quân ở thành phố Long Xuyên ủng hộ cho lớp đó là tập và viết. Và qua đó thì chị Trần Ánh Tiết, là chị này là tiệm vàng của thành phố Long Xuyên, tặng cho phá sinh đạt thủ khoa U1, U2 tổng cộng là 6 triệu đồng. Có nghĩa là ai đậu thủ khoa thì chị sẽ tặng là 3 triệu, còn lại là U2, U1 là U1 là 2 triệu, U2 là 1 triệu. Thì thưa quý vị, qua đó ở đây thì tại địa phương nhà, tức là có anh Trần Văn Điều, thì anh cũng là mạnh thường quân lớn của ban trị sự Phật giáo Hảo phường Trung Kiên, thì anh ủng hộ cho ban tổ chức là 20 triệu để chi, để một là gói quà, hai nữa là tặng thưởng cho quý vị đạt xuất sắc, giỏi, khá, cao tuổi. Thì cái phần này đó thì trong khi mà lớp học chúng ta khai giảng cho đến nghĩa là sau những ngày sau đó, tôi bàn với ban tổ chức thì để coi tặng cho quý vị là xuất sắc là bao nhiêu, rồi giỏi bao nhiêu, khá bao nhiêu, hay là cao tuổi đó. Thì lần này chút nữa sau đó thì chúng tôi sẽ thông báo sao cho quý vị. Vậy thì do cái mạnh thường quân lớn là anh Trần Văn Điều đó, thì ở đây cũng đa số là đồng đạo chúng ta ở địa phương khác đến tham dự, cho nên cũng chưa có biết gương mặt của anh. Vậy nhờ anh đứng lên để cho bà con đồng đạo chúng ta được biết. Kính mời anh Điều. Anh ở túi sao hả? Kính mời vậy cho chào hóa tay quan ninh. Dạ dạ dạ. Kính thưa quý vị, thì như đã nói thì cái nhu cầu cần thiết thứ nhất đó là phần tiền tài vật chất để ủng hộ cho lớp mà chúng tôi đã tham quan. Cái nhu cầu cần thiết thứ hai là vấn đề mà ban trị sự cũng như nhiều ban tổ chức cũng rất là lo ngại là vấn đề chiêu sinh, phải không? Vấn đề chiêu sinh này đó thì có nhiều chỗ rất là lo ngại. Có lẽ là có chỗ là tiền tài vật chất người ta không ngại, nhưng mà có khi ta ngại chiêu sinh. Mà nhất là chiêu sinh trong cái thời gian là khi mà học sinh đã vào học ở trường phổ thông, cho nên là cái phần chiêu sinh học sinh thì chắc chắn là nói chung là rất thiếu, thiếu rất nhiều, trừ khi những em đã nghỉ học thì đến đây tham dự. Còn ngoài ra thì vào cái lúc này là nói chung là đa số là đồng đạo chúng ta tham dự học rất là nhiều. Thì nếu mà cái lớp học mà có các em học sinh học đó thì nói chung là nó phấn khởi rồi để nó cùng nhau để nó cố gắng nó học hành, thì cái lớp là cái số điểm đậu rất là cao. Tuy nhiên mở vào lúc này thì đồng đạo chúng ta học rất là nhiều, thì quý vị cũng là yên tâm, bởi vì đồng đạo mình thì cũng có những người là hiểu thông về giáo lý rất nhiều và trình độ văn hóa cũng có,
thì quý vị cũng gắng cố gắng để chúng ta học tập để bù đắp lại cái công lao của ban tổ chức. Và riêng quý vị dầu cho chúng ta viết chữ không được thì quý vị cũng gắng cố gắng học để ta hiểu. Có những người không viết chữ được nhưng mà khi thi sát hạch đó họ nói rất là chính xác, không thua kém gì cái người viết chữ. Cho nên như vậy mong rằng đồng đạo chúng ta cũng đừng lo ngại về phần này. Nói chung là đến cứu khóa thì dầu cho quý vị có viết được hoặc giả là thi sát hạch thì nói chung cũng đều có giấy chứng nhận, và cái phần thưởng của quý vị cũng rất là cao quý của ban tổ chức đã dành cho quý vị. Cho nên mong rằng quý vị cũng đừng ngại ngùng và phấn chấn trên tinh thần học tập của mình. Trên tinh thần đó, một lần nữa mời quý vị cho chàng pháo tay hoan nghênh quý vị học viên chúng ta. Thì kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, như vậy thì vừa qua thì chúng tôi đã thông qua cái danh sách của các nhà mạnh thường quân ủng hộ cho ban tổ chức cũng như treo giải thưởng cho tất cả các học viên chúng ta từ thủ khoa xuất sắc, giỏi, khá cũng như cao tuổi. Thì còn cái số còn lại đó thì để chúng tôi bàn với ban tổ chức coi có thể là tặng thưởng thêm cho quý vị học viên chúng ta không, thì cái đó quý vị hãy đợi đấy ha. Thì kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, thì cái phần mà chúng tôi gặp gỡ để phát biểu cảm tưởng thay cho nhà mạnh thường quân, mà nói thay đây thì cũng thay cho ông Phạm Văn Tâm, ông là phó chủ tịch chi hội từ thiện Bảo Hòa thành phố Hồ Chí Minh, thường là ông tham dự trong các ngày khai giảng hoặc bế giảng để ông có phần phát biểu cảm tưởng này. Tuy nhiên hôm nay thì ông bận với công việc gia đình, vì vậy là mà ông có chuyển nhượng cho chúng tôi để rồi chúng tôi phát biểu cùng với tất cả quý vị đồng đạo chúng ta. Vậy thì trước khi dừng lời ở đây cũng xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách cũng như quý vị đồng đạo, quý vị trong ban trị sự cùng tất cả học viên chúng ta đã lắng nghe phần phát biểu cảm tưởng và của tôi đại diện cho mạnh thường quân. Trước khi dừng lời cũng cầu chúc cho tất cả chú quý vị luôn được giàu giàu sức khỏe, gia đình của quý vị luôn được hạnh phúc thành đạt, và chúc cho tất cả quý vị trong ban trị sự và đồng đạo chúng ta luôn thể hiện trên tinh thần đoàn kết, thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Và chúc cho tất cả quý vị đồng đạo học viên chúng ta có sức khỏe đầy đủ, phát huy trí lực để chúng ta học tập tốt, đến ngày thi kiểm tra của khóa chúng ta đạt được điểm cao. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Cường, cũng là tổng giám thị lớp, đã thay mặt mạnh thường quân vừa phát biểu xong. Thì sau đây xin kính mời ông Nguyễn Thế Cường cũng đứng lại tại chỗ để trao phần quà cho ban tổ chức. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đinh Ngọc Tổng, cũng phó trưởng ban trị sự phường Trung Kiên và cũng là trưởng ban tổ chức lớp đến nhận. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị quan nghênh. Rồi mời hai vị về chỗ. Kính thưa quý quan khách cùng chư quý đồng đạo kính mến, sau khi nhận được giấy chiêu sinh lớp giáo lý căn bản khóa 517, khóa sinh có những cái cảm tưởng gì sau khi được nhận được giấy chiêu sinh này và hôm nay có mặt tại diễn đàn này? Chúng tôi xin trân trọng kính mời khóa sinh Lưu Thị Mỹ Phương sẽ đến phát biểu cảm tưởng của mình trong cái ngày lễ khai giảng hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện chính quyền địa phương các cấp, kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, kính thưa Ban tổ chức lớp, Ban giám thị, các vị đại diện ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể chư quý đồng đạo học viên kính mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão, là ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ khai giảng, tôi vinh dự được đại diện khóa sinh có đôi lời phát biểu cảm tưởng của mình. Vậy, lời nói đầu tiên xin thay mặt cho học viên chân thành gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, cứ mỗi độ hè về
là mùa hoa đạo Pháp tưng bừng nở rộ khắp nơi. Nay, tại quê hương tôi, được mở lớp giáo lý căn bản cho tín đồ tu học, hầu hiểu sâu sắc, tận tường giáo Pháp học Phật tu nhân của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thế là ngọn đuốc từ bi chí thiện, chân lý quang minh được bừng sáng lên, thật tôi mừng vui vô hạn. Bởi sự học để mở mang kiến thức là một hoạt động không thể thiếu đối với tất cả mọi người. Nó là con đường duy nhất dẫn đến thành công trên mọi lĩnh vực, giàu đời hay đạo. Học, học nữa, học mãi, nhà bác học còn không ngừng học, cho nên ý nghĩa việc học là không biên giới. Mong sanh chúng học điều thông thái, rèn tâm lành bác ái trao chia là lời Đức Tôn Sư hằng mong mỏi. Đối với giá trị chân lý, Phật Pháp lại rất siêu màu. Đức Thầy là bậc sinh nhi tri, kho tàng pháp bảo của Ngài biết bao là lời hay ý đẹp. Chẳng những dạy riêng cho tín đồ mà còn nhằm giáo hóa chung cho cộng đồng xã hội. Nguồn giáo lý ấy là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho những ai muốn hướng về lẽ chân thiện mỹ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước quê hương ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đồng thời còn là la bàn cho nhân sinh vượt bể sanh tử, tìm về bến giác. Như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Nên tôi thiết nghĩ sự học giáo lý là điều thiết cần cho tất cả mọi người, dầu có tín ngưỡng tôn giáo hay không. Học giáo lý đều mang đến lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội. Đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì sự học giáo lý của Đức Thầy lại càng quan trọng hơn, vì có hiểu đúng mới thực hành đúng. Đức Thầy khẳng định, nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thưa quý vị, vẫn biết rằng nơi nhà mỗi tín đồ ai cũng có quyển sấm giảng thi văn giáo lý để học, để tu. Nhưng nếu không có trường lớp chỉ dạy căn bản thì e khó tránh khỏi tình trạng nghiên cứu lệch lạc, sai lầm của mỗi cá nhân, và cũng không sao thấu triệt được những triết lý cao siêu thâm quyền trong giáo lý. Bởi vì không có người truyền đạt căn bản thì làm sao có người hiểu biết cụ thể về thân thế sự nghiệp cứu đời của Đức Quỳnh Giáo Chủ và tu là gì, động cơ nào thúc đẩy chúng ta tu, Phật giáo Hòa Hảo có gì đặc biệt mà ta phải gửi trọn niềm tin vào tôn giáo ấy. Thật không đơn thuần chút nào cả, nhất là nhiệm vụ của người tín đồ trong việc đền trả tứ ân, tránh tam nghiệp, hành bát chánh, vân vân. Nên được biết lớp học này do Ban Phổ truyền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương mở ra tại đây nhằm trang bị giúp cho tôi và bà con tín đồ có được nguồn tri thức quý báu ấy. Tôi hằng ao ước làm sao nơi địa phương mở lớp giáo lý sẽ tham gia học hiểu. Điều đó nay đã trở thành hiện thực. Nên khi được thông báo chiêu sinh, tôi nhất định đăng ký tham gia học tập. Nay là ngày khai giảng, niềm hân hoan phấn khởi ngập tràn trong tâm thức tôi, không sao nói hết. Tôi thay mặt cho học viên xin hứa sẽ học tập tốt, chấp hành nội quy, sinh hoạt theo thời khóa biểu, giữ trật tự, yên lặng, chú tâm tiếp thu bài giảng tốt để bổ sung kiến thức đạo đức cho mình, không phụ công ơn lo lắng của tất cả mọi người đã dày công hình thành nên lớp học này. Thay mặt học viên chân thành cảm ơn các nhà, các ngành hữu quan quan tâm đến đời sống tín ngưỡng của đồng bào có đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành nhanh các thủ tục pháp lý. Chân thành cảm ơn Ban Trị sự Trung ương, Ban tổ chức, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chư quý đồng đạo vì sự nghiệp xiển dương chánh pháp của tổ thầy, chuẩn bị chu đáo vật chất lẫn tinh thần để lớp học thuận lợi, diễn tiến tốt đẹp. Trước khi dứt lời, kính chúc quý quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc Ban Trị sự Trung ương, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, các vị giáo lý viên, Ban tổ chức, Ban giám thị, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể đồng đạo học viên thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung. Kính chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách cùng chư quý đồng đạo kính mến. Tiếp theo chương trình là diễn ngâm một đoạn sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, vào năm 1941 Tân Tỵ, Đức Thầy có sáng tác quyển ngâm khuyến thiện, lời khuyến thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ. Ông Vô Danh Cư Sĩ là một trong biệt hiệu của Đức Thầy. Sấm giảng này dài 776 câu, khởi đầu bằng câu văn tâm ngẫu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời hai độc giảng viên Lê Thị Ngọc Nga và Đặng Thị Mỹ Xuyên đến diễn ngâm. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị quan nghênh. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu thừa nhàn theo đòi nghiên bút luận bàn tổng tiên. Ta là cư sĩ Câm Điền, lo quyền cài khúc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, nhớ lòng thanh tịnh tấm lành trao chiên, gắn công trì niệm sớm khuyên, thân tuy còn tục tâm lè cõi mê. Chỉ toàn gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Giải khuyên những kẻ ngộ ngang, biết cầu lục tự dình đàn tư ân. Ở trọn xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo quan khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phật đại phương Phật ca mùi hương, cúi đầu đánh lễ cây nương đức màu, từ bi vai lực nhiệm sâu, độ con thoát chúng ưu
sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh nơi dưới đây lượt ta sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thầy con. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiên kệ từ bi quá nhiều chân, nhiệt lòng tham dòng nhiệt thân âm. Trần gian ơi, sai đắm theo màu sắc, tình độ giác thiền chỉ dùng tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rằng chánh pháp tỏ tà dân. Phù sanh nhớt mong đời, lao khổ tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thương. Chuyên chú nghĩ suy tờ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác cùng đồng đạo kính mến, để tiếp theo chương trình là đáp từ bế mạc của ban tổ chức. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đinh Ngọc Tổng, phó trưởng ban ban trị sự phường Trung Kiên và cũng là trưởng ban tổ chức lớp đến để đáp từ bế mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện chính quyền địa phương các cấp, kính thưa ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ,
Kính thưa ban tổ chức lớp, ban giám thị, các vị đại diện ban trị sự xã phường, thị trấn lân cận, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể chư quý đồng đạo, học viên thân mến. Qua gần 2 giờ lễ khai giảng đến đây, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Buổi lễ được đón tiếp các vị khách quý, đại diện cho chính quyền, mặt trận tổ quốc, các vị lãnh đạo địa phương, các cấp, làm tăng thêm tính trọng thể của buổi lễ. Và phát biểu chào mừng khai mạc của ban lãnh đạo lớp, ông Nguyễn Văn Lượng, trưởng ban tổ chức và nhân sự, phó trưởng ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, làm cho buổi lễ khai giảng thành công trọn vẹn. Ban lãnh đạo tổ chức lớp và ban trị sự trung ương Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi vô cùng phấn khởi và cảm ơn các vị khách quý đến tham dự đầy đủ. Cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đóng góp tài vật, hỗ trợ hậu cần phục vụ ngày khai giảng hôm nay thật chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên và môi trường học tập tới ngày cuối khóa. Cảm ơn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn cùng các tiểu ban trong ban tổ chức lớp đã tích cực trong khâu chuẩn bị, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, ăn ngủ nghỉ và môi trường sinh hoạt để đảm bảo cho học viên về tham dự lớp. Cảm ơn chính quyền địa phương giúp đỡ bảo vệ an ninh trật tự cho lớp học. Cảm ơn các vị trong ban lãnh đạo, ban tổ chức lớp, ban giám thị và toàn thể đồng đạo đến tham dự đầy đủ, đúng với hoài bão của Đức Thầy. Chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận trọn đường quy nguyên, và trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thọ giả thầy nơi chốn mây rầm. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể quý vị quan khách được sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Quý đồng đạo, quý học viên được dồi dào sức khỏe, vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu. Đến đây tôi xin tuyên bố khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 517 năm 2023, và xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Giờ đây là đến phần nghi thức. Mời quan khách cùng quý đồng đạo chúng ta đứng lên để làm lễ nghi thức. Mời quý vị trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa xong, mời quý vị tự tiện.